ông bà Tư Sị đang chăm chút cho vườn thanh long. Tỉa trái non không đạt, diệt sâu bệnh bằng thuốc sinh học. Những việc rất bình thường. Nhưng trong bối cảnh người trồng không còn mặn mà với thanh long vì giá giảm, thì vườn nhà ông bà Tư Sị lại trở nên hiếm hoi. Mỗi tháng họ vẫn bán đều đặn hàng chục tấn thanh long cho doanh nghiệp xuất khẩu, thay vì cho thương lái. Mình phải chăm sóc vườn thanh long là kỹ, làm sạch, làm đẹp cái. Đặng cho công ty mà trái thanh long sạch, đặng công ty được sức đi nhiều nước. Hiện giá mua thanh long xô tại Long An chỉ khoảng từ 2 đến 6.000 đồng 1 kg. Nhưng doanh nghiệp này vẫn cam kết bao tiêu thanh long cho nhiều chủ vườn ở đây, giá trên 20.000 đồng 1 kg. Là số ít doanh nghiệp xuất khẩu thanh long vào Hàn Quốc và Nhật Bản. Hàng tháng, họ vẫn đóng hàng chục container thanh long xuất khẩu. Đường Hàn Quốc á, thì hoặc Nhật Bản thì có tính chất ổn định, giá cả ổn định, lâu dài, hợp tác với tôi, chúng tôi hợp tác với những cái siêu thị như siêu thị E-Mart của Hàn Quốc, như siêu thị ông của Nhật Bản. Cái hiện cái đó chiến lược của tôi kinh doanh nhiều năm và dài hạn. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Long An, hiện đang có hai thực tế khá trái ngược nhau. Trong khi hầu hết các doanh nghiệp trong địa bàn không xuất được hàng đi Trung Quốc, thì những doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, EU vẫn ổn định. Là chúng tôi sẽ cố gắng là đẩy cái phân khúc thị trường cao cấp đó, thì chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhiều hơn nữa, bởi vì cái nhu cầu, cái dư địa của thị trường còn rất là lớn, và cũng sẽ cố gắng để mà thực hiện tuyên truyền vận động người dân. Mình cố gắng là mình sản xuất theo quy trình và cố gắng là những cái diện tích này thì sẽ là mình liên kết sản xuất theo chuỗi để nó đảm bảo an toàn. Hiện diện tích thanh long trên cả nước đạt khoảng 53.000 hectare, sản lượng 1,4 triệu tấn, chủ yếu tập trung vào hai tỉnh Bình Thuận và Long An. Và trong vòng 5 năm tới, hai tỉnh này có định hướng mở rộng sang những thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Pakistan hay phân khúc thị trường bậc cao như EU, Mỹ, Nhật Bản.